Ra thì ra cho đủ rồi, giờ làm khổ cả dân tộc Việt Nam, cả thế giới đấy.
8B05567 chở quá số người quy định nhá. Xe ba gác biển kiểm soát 88A03489 chạy quá tốc độ nhá. Xe Dream biển kiểm soát 88C10045690 nhá. Xe Vela đỏ biển kiểm soát 88C10005689 đi sai làn đường nhá. Xe Xtrator biển kiểm soát 88C10095470 đúng mũ bảo hiểm nhá. Việc minh bạch sai phải làm những chuyện như này anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.